Diễn đàn xuất khẩu 2015 do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ITPC tổ chức năm nay sẽ tập trung khai thác về thị trường Hoa Kỳ và các nước Mỹ Latin, đặc biệt là các nước trong TPP. Đây là thông tin được đại diện ITPC cho biết tại buổi họp báo về sự kiện trên diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Theo ông Hồ Xuân Lâm, Phó Giám đốc ITPC, Hiệp định TPP hoàn tất đàm phán vào năm nay được kỳ vọng mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ ở thị trường Mỹ mà còn ở các nước Mỹ Latin, trong đó có những nước là thành viên TPP như Chile, Peru, Mexico. Trong khi giao thương Việt Nam và Mỹ phát triển mạnh thì giao thương giữa Việt Nam với khu vực Mỹ Latin còn khiêm tốn. Trong cái khối TPP vừa rồi thì có những cái nước ở Mỹ Latin như là Peru, Chile, Mexico là cũng là những cái thị trường rất là tiềm năng, và do đó thì cộng đồng doanh nghiệp cũng mong muốn có được cái thông tin về những thị trường này. Bên cạnh đó là việc Mỹ bỏ cấm vận đối với Cuba cũng là một cái rất là tốt để doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư cũng như là có cái giao thương với các doanh nghiệp ở Cuba, từ đó thì chúng ta lan tỏa đến các nước ở vùng Caribe. Tham gia diễn đàn, các doanh nghiệp sẽ được gặp gỡ trực tiếp với lãnh đạo Bộ Công Thương, đại diện vụ thị trường châu Mỹ, thương vụ, tham tán thương mại Việt Nam tại các thị trường trên để cập nhật các ưu đãi trong TPP, cơ hội khai thác thị trường xuất khẩu, tìm kiếm nguồn cung nguyên liệu.